Coi như viết xong rồi, bẩn tăng mệt chết mất. Thế thôi đã kêu mệt, bài vở sau này càng ngày càng nhiều nữa đó. Đời người là một quá trình không ngừng trở nên mệt mỏi ạ. Tương lai sau này của con sẽ càng vất vả sao? Cái này ta cũng không nói trước được. Sao con không viết thư hỏi con của tương lai xem sao? Chủ ý hay đấy ạ. Nhất thiền của tương lai ơi, chào bạn. Mình là bạn của bạn trước đây. Mình muốn hỏi bạn, có đúng là cuộc sống sẽ ngày càng vất vả không? Sư phụ cũng không trả lời được. Nhất thiền ơi, mau xem này, thư của con đây. Là tỷ tô tử người ạ. Ồ, sư phụ ơi, là tương lai của con đã hồi âm này. Ồ, con không mau đọc xem. Nhất thiền của quá khứ à, chào bạn. Bạn bây giờ đã lớn rồi, cao hơn rồi, cũng có sức mạnh hơn. Gánh nước, quét sân, chép kinh thư, tất cả đều chỉ là việc nhỏ. Nhưng có mệt hay không? Bạn của lúc nhỏ có sư phụ bên cạnh che chở khỏi gió mưa. Nhưng rồi sẽ đến một ngày, bạn cũng cần phải bảo vệ người bên cạnh. Cũng như năm xưa, sư phụ đã che chở cho bạn vậy đó. Cuộc sống đúng thật là vất vả, nhưng không hề mệt mỏi. Chúng ta sẽ theo đó mà lớn mạnh, bởi vì sẽ có nhiều hơn những trách nhiệm. Sẽ có một ngày, ngây thơ sẽ bị kiên định và cố chấp thay thế, khiến cho chúng ta trở thành chỗ dựa của người khác, là một người có đôi khi vất vả nhưng lại hạnh phúc lạ thường. Đừng dừng lại, hãy hướng theo gió, mà tiếp tục bước đi. Được, mình sẽ cố gắng. Tôi của tương lai ơi, bạn cũng cố lên nhé. Con trẻ dễ dạy bảo ghê. Nhưng mà tại sao nét bút của con sau khi trưởng thành lại giống hệt của sư phụ nhỉ? Cho dù cuộc sống có vất vả, thì ta vẫn luôn yêu thương nó.